voglio. Cường xin chào cả nhà nha. Thì ngày mới còn chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cả nhà ơi. Thì ngày hôm nay Cường đi săn ong tiếp tục cả nhà. Hôm nay anh Hiếu anh dẫn Cường đi bắt mấy tổ ong nha cả nhà. Chào cả nhà nha. À, anh Hiếu cả nhà, anh Hiếu đẹp trai ha. Thì sớm giờ thì cũng bắt được một ổ. Cũng được nửa lít mật nè cả nhà. Ổ này là Cường leo lên một lần rồi nhưng mà nó không có mật rồi, thành ra mà mới bỏ lại tới ngày hôm nay mới bắt nè cả nhà. Nãy leo lên có kỳ gọi, nãy tính quay clip rồi nhưng mà nó không có phì cả nhà ơi. Mật đẹp lắm. Chám voi luôn, vàng thật luôn cả nhà. Nè cả nhà nhìn, cả nhà nhìn, cả nhà biết mật nó màu như thế nào liền nè. Nó đã lắm nghe cả nhà. Thì cô dì chú bác nào có nhu cầu xài mật á, thì cô dì chú bác cứ liên hệ cho Cường nha. Cái số điện thoại của Cường thì Cường có để lên góc màn hình á, thì cô dì chú bác nhấp cho đó đúng là cái số Zalo của Cường luôn á. Mật thì cấp này màu nó đẹp lắm mà nghe cả nhà, nó hết trắng này. Nó vàng mà vàng đỏ nè, thấy không? Mưa dạ. Thì nãy cây kia Cường bắt cũng là cây gòn, nhưng mà cây này cũng là cây gòn đó nghe cả nhà. Ông này thì nó đóng trong cả tháng mấy rồi á. Thấy cũng im lắm nghe cả nhà, đầu mật thấy cũng phì ghê lắm. Đợt rồi có đóng kèo cũ các cục mật lớn dữ lắm lớn. Đứng đây quay lên cả nhà không thấy được. Nè nè nè, thấy là nó làm cái tay gung dữ trời. Làm như thiếu rượu cái tay gung dữ không biết. Nói chơi đây nghe cả nhà. Bây giờ Cường cây gọi nãy Cường bắt nè cả nhà, nãy leo lên giữa chừng nó rớt xuống rồi còn y thinh luôn nè. Bây giờ Cường le lấy tiếp tục cây gọi này nữa nha. Cường mời cả nhà cùng đồng hành với Cường ngày hôm nay nha. Giờ Cường leo lên cả nhà. Ờ cái trụ lên tới ổ ong quên bịch, con bị hoài gì. Leo tới ông cái quên bịch bắt đầu kêu người ta đem lên giùm. Trong khi tuột xuống cây bự quá. Cây này có ổ ong bằng cả nhà ơi. Cái xé này cho bung bung ra cái mồi cho nó cháy lên cái mới được. Chút xíu anh Hiếu anh dẫn cho đi bắt mấy ổ nữa nha cả nhà, không biết bự không nữa. Nghe nó có ổ đóng cây dừa nữa. Mồi gọi lên luôn tại vì có ổ ong bằng nó mắc ngay ở giữa nè. Ong bằng quýnh cái nào nấy cái là như trời đánh vậy nghe cả nhà. Ông bằng thì quýnh như trời đánh, còn ông vẽ quýnh cái như xe đụng vậy. Cái con này từng đóng một lần. Rồi ông bằng này con đông dữ vậy. Nó có khói lên rồi đó. Thấy cả nhà thấy ông bằng chưa? Cho nó sai khối cái mới được. Ừ, nó bám rồi nó đi luôn à. Nó quýnh nó ghét lắm nghe cả nhà, nó quýnh sưng tay dữ lắm. Gần tới nhánh này. Dạ, trơn dữ trời. Gòn này sao cứng dữ ta, dậm không vô vậy chứ. Nãy leo cây kia cái vỏ đau đau nữa, giờ dậm anh mạnh nó ê quá. Ô ông mày chắc có lý à. Cũ nè. Kèo cũ được rồi cũng mật trong. Trời ơi. Kèo cũ cắt mật cái ghê vậy. Cây kèo cũ này cũng mật bự dữ vậy. Đi cùng quay. Quay tổ ong vô nhà xem cái nè. Nhà thấy chưa? Bự cũng bự vô cái nhà. Biết được mặt sau đây nữa.
khu vực này thì ba cái bông tràm với bông dừa nhiều dữ lắm. Ủa bông này mới đóng đầy quá, không được 20 ngày. Ở chừng em chưa biết nữa. Ồ, có lý. Có lý hơn ổ đó nhiều. Ổ đó ví dụ 3 ly uống rượu, ổ này 2 ly hơn chít. Ổ 3 ly hơn chít. Kiên hồi quá trời cả nhà ơi. Nó bu nó chích vô cái ống quần cường quá trời luôn, ngay cái lưng. Trời ơi nó ngon. Cả lít á anh Hiếu ơi. Cả lít á. Để còn quay cái đầu mặt cho cả nhà xem nè. Quá ngon luôn. Được vậy là ngon rồi nghe cả nhà. Mà cháy quá trời. Máng lên đây đi. Mặt đó chắc nghe cả nhà. Thì cô gì nào xài thì cứ liên hệ cho Cường nha. Hồi Cường để số điện thoại lên góc màn hình cả nhà. Quá trời đã, thơm phức luôn trời. Coi nè. Nè cả nhà. Nó đỏ ở trong nữa cho thấy không? Ây da. Cứ gì chịu nổi thứ này không? Đây nè cả nhà. Trời ơi nó đã coi nè. Mặt non nghèo đã lắm anh Hiếu ơi. Mặt có đỏ coi nè cả nhà. Cấp này mặt thì vô đỏ là đẹp lắm nghe cả nhà, kẹo lắm á. Kẹo ông này đóng khoảng 20 ngày cả nhà ơi. Không tới 20 ngày đâu. Thì khoảng chừng 17 18 ngày thôi đổ lại thôi. Cả lít hơn rồi cả nhà. Quá sướng luôn. Đó. Quay cái nữa cho cả nhà xem nha. Dạ rồi. Thứ gì chịu nổi không? Sướng cả nhà ơi. Thôi thì để còn cắt nó ra nhà. Ôi phấn quá xịu không có anh ơi. Nó bu lại hút mặt nè. Con ông ở chỗ Cường nó lại như vậy đó nha cả nhà coi nè, cả nhà quơ vậy nè phải không? Đó. Trong khi thời gian cả nhà móc cái bịch vô chùm lại là nó bu lại nè, nó thấy không? Nó lẹ vậy đó. Cho nên nhiều khi nó sơ xuất ông nó sót vô đó là cả nhà cũng thông cảm cho Cường nha. Chứ không phải ông như chỗ mình phải như xứ người ta nó ung khói lên cái nó bay tiêu cái chân đâu. Nó mới quơ cái tẹt đó ra nó bu lại nhóc cái chân nữa kìa. Nó vậy nhiều lúc cũng nhiều anh em không biết. Có phấn hoa luôn á cả nhà, ít xíu à. Cái gì chịu nổi không? Đã ghê cả nhà. Trời đi nó hút lại được nhiều nó hút. Con mạch này mà cắt vô bịch cái nhìn nó đỏ ươm luôn, bảo đảm luôn. Quay ở ngoài nhìn vô là thấy nó đỏ rồi. Nãy giờ mấy ảnh hút đi hút lại chứ cũng bộn đó nha. Nãy giờ lo quay. Quá đã luôn trời. Nước không à cả nhà ơi. Mất lít mấy cả nhà ơi, xem có gần lít dữ luôn á chứ không phải giỡn đâu nghe cả nhà, nặng kịch luôn à, mặt khủng luôn. Nặng rồi nè.
quá đã rồi cả nhà ơi. Hôm nay còn vô bánh nữa rồi. Cho nó vô thêm bánh nữa nghe cả nhà. Chỉ để không thôi nó nhiều khi cái bịch nó bị lỗi á. Thì xui xui cái đưa vô cái nó gách bịch cái công khỉ leo nữa. Rồi. Xuống nghe cả nhà. Ông này chắc giao tới nữa ôm không. Quýnh dữ người ta. Sau lúc mà lúc lên không quýnh mà sau lúc xuống nó quýnh dữ thì không biết. Nó buông quýnh quá trời luôn. Ngon lành cành chanh. Nó quýnh hôi gịnh mùi nọc nữa. Trời ơi, ba cái nước mũ gòn nó nhiễu vô cái quần. Hết hồn cho tính đâu mật ong. Trời ơi, nó bu cục mật dữ vậy á. Bu cục mật ở dưới quá trời luôn rồi kìa. Mật để gì đó nó bu quá trời luôn rồi. Hút lại hồi hết luôn quá. Mấy ông bận quá trời luôn rồi. Lấy tay đập nó. Ấy da. Nãy lên còn phá ổ nó giờ nó bay. Vòng 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 vòng. Ấy da. Quá trời nó bu cái bịch mật ong chỗ này luôn rồi. Trời ơi. Nè cả nhà, trời ơi nó bu coi nè. Ra đi mấy ông ơi. Trời ơi nó bu coi. Má ơi. Nhiều. Quẹt cái đuốc lên cái cho nó bay ra cái nghe cả nhà. Để nó bu hì hì vô nhà người ta. Nó thì như thành quả cả nhà cũng thấy rồi đó. Thì cũng khá là ngon ha cả nhà. Thì để bây giờ một lát nữa còn đi tiếp tục nữa. Để coi nó anh Hiếu anh dẫn đi mấy ông kia coi có mặt nhiều không. Nhiều nó cùng quay cho cả nhà xem tiếp nữa. Thì tháng này thì khu vực này thì ổ không có nhiều mặt nha cả nhà. Lít lít hơn là nhiều rồi. Hai ổ này nó có xem 2 lít. Đây cả nhà ơi thì anh Hiếu anh dẫn cho Cường đi bắt thêm ổ cây dừa nữa nha cả nhà. Dừa này thì thấy cái đầu mặt thấy cũng ngon dữ lắm, ngon luôn á mà nó coi cái bè dừa này có nhóm nhóm ra được không? Cường sợ là ra không được quá. Ra được trời. Này nhìn kỹ kỹ rồi nó phì lắm nha cả nhà. Đây nè. Nhìn kỹ kỹ rồi thấy nó cũng phì á anh Hiếu. Đây cả nhà. Im lắm nghe cả nhà. Đó, đống bè dừa nữa cả nhà ơi. Cái này cây dừa này cũng thấp mà không có cao mấy. Leo cũng dễ, nó nhỏ. Thì đấy giờ cần leo lên coi có mặt nhiều không nghe cả nhà. Có không? Ông giá là ông bị thôi chồng hả? Hay rồi, ngồng ế luôn nha. Rồi thấy rồi, nó bu đó có con nhỏ xíu ta. Con.
có một con ông giá nha, để mồi gọi từ dưới lên luôn nha cả nhà. Cái cây này máy cũng hơi hơi đuối à, đeo lên không kịp, nó cũng hơi đuối với nó à. Bè ong này cũng lớn lắm á cả nhà, tuy là bè dừa thiệt nhưng mà nó bự. Nhện đó. Đâu rồi, ông giá đâu rồi? Nó bay đâu rồi? Ây da. Rồi, nó bay cá chân luôn rồi. Tính lấy cái ảnh đại diện cho cả nhà xem. Chưa hết nó bay cá chân. Nè cả nhà. Đông bị dừa nha cả nhà. Ông cũng lớn lắm á. Ây da. Leo lên tới ngọn rồi. Không biết cái mặt nó có mặt nhiều không nữa nè. Hay u, cái đầu nó cũng u lắm á cả nhà. Hay u u cũng im lắm nè. Trời ơi. Chám vôi luôn. Mặt chám vôi luôn này. Để cùng quay cho cả nhà xem cái cục mặt nữa nha. Cũng im lắm đó cả nhà. Ở hơn nửa lít mặt. Kệ đi, mùa này. Mùa này được vậy là cũng quý lắm rồi đó cả nhà. Tại vì nó chưa có gỗ hung á. Mặt chám vôi luôn đã lắm cả nhà ơi. Hả? Dạ. Này cả nhà. Mặt coi nè. Nó cả nhà thấy chưa? Ổ này đóng cũng già ngày lắm rồi nghe cả nhà. Ổ này thì còn sữa nó thẳng xuống luôn nha. Tại vì nó đóng kiểu ôm thân cả nhà. Đóng bị dừa mà đóng kiểu ôm thân nữa. Bây giờ nó hơi khó làm. Nè cả nhà. Đó. Đã ghê chưa? Con ong bự hết sức bự luôn. Để còn cắt nó luôn cả nhà ơi. Rồi, mặt ở đâu? Mặt vô tới chân luôn. Không có phấn nghe nè, mặt vô tới chân luôn. Có ba xi mặt. Ở
vẫn ít xíu à. Mật nó đỏ tươi đã lắm nha cả nhà. Tháng này là mật bắt đầu nó đỏ lên nè. Từ vàng đến đỏ. Mật nó kẹo nữa. Hơi khó cắt quá nghe cả nhà. Bẻ dừa này nó cũng hơi lung lay à. Nên cũng hơi ớn ớn. Trời ơi trời. Đây vậy chứ nặng kịch luôn nghe cái nhà. Cả lít lên cả nhà ơi. Coi màu mặt có đẹp coi nè. Trời ơi nó đã. Quá sướng tay rồi. Tê hết cả người luôn. Thứ gì chịu nổi thứ này cả nhà. Cái này cũng chiều quay nó hơi mờ chút xíu nha cả nhà ơi. Để Cường xuống đất thì Cường quay chi tiết cho mặt cả nhà xem nha. Giờ trước mắt là Cường quay sơ sơ vậy nè. Đó cả nhà thấy không? Màu đỏ rồi nè. Cả lít mặt nữa cả nhà. Tên là cái dừa này. Nó cũng dễ leo chứ không có nó khó. Dạ. Trời ơi cái giò. Ây da. Quá ngon nè. Cái giò Cường nãy xuống cọ vô cái ổ ong nó quýnh vô cái giò con banh hết trơn nữa. Bữa nay leo hơi bị xuống sức nha cả nhà. Nè em hút. Cả lít á. Chung là cũng khá là ngon nha cả nhà. Vậy là cũng được rồi. Tại đóng bể dừa kèo hả? Mặt dừa vậy là ngon. Mặt màu đẹp ghê cả nhà. Anh Hiếu bỏ vô bịch nữa anh Hiếu ơi. Cần leo mà cần rung hết trơn trời nó quýnh nè. Mấy mũi luôn mới mồi ra. Mấy cái đồ gói nó lủng là hay quýnh lắm. Thì ổ ong này được khoảng 1 lít mật đó nghe cả nhà. Thì bây giờ cái video này cũng hơi là khá là dài rồi. Thì cái màu mật cả nhà cũng thấy rồi đó. Màu cực đẹp luôn nha. Thì ai có xài thì cứ liên hệ với Cường nha. Số điện thoại còn có để lên góc màn hình đó. Bây giờ thì Cường cũng xin ốp video tại đây nha. Hẹn cả nhà những video tiếp theo của Cường. Rồi bye bye cả nhà nha. Bye cả nhà mấy em luôn anh Hiếu ơi.